Mình xin chào các bạn. Thì hôm nay mình lại tiếp tục có mặt tại cửa hàng xe máy đã qua sử dụng, nhưng mà toàn là xe chạy lướt Đức Linh Tài Ngọc. Hôm nay thì video này mình sẽ quay chi tiết những chiếc xe Honda Vario chạy lướt và siêu lướt ha. Quay kỹ từng xe luôn cho các bạn luôn nha. Bây giờ mình sẽ tiến vào trong cửa hàng để mình gặp bạn Tài ở đây là chủ cửa hàng nha. Là có khách đó các bạn. Dạ đúng rồi. Đợi xíu nha. Rồi. Xin chào mấy anh. Hello chị em. Em Tô Tài ở cửa hàng xe máy Đức Linh Tài Ngọc. Thì em có hai địa chỉ, đó là ở huyện Thành Trị và ở thành phố Sóc Trăng. Thì anh chị nào ở gần chỗ nào thì ghé chỗ đó giùm em ha. Địa chỉ đầu tiên ở huyện Thành Trị là 222 ấp Kinh Ngay 1, thị trấn Hưng Lợi, huyện Thành Trị, tỉnh Sóc Trăng. Và cái chi nhánh thứ hai của em là hiện tại em mới mở là ngay cái chỗ em đang quay cho anh chị xem nè, là ở 680 đường Võ Văn Kiệt, khóm 7, phường 2, thành phố Sóc Trăng. Thì anh chị gần thành phố thì ghé cửa hàng này giùm em ha, còn ở dưới gần huyện Thanh Trị thì ghé cửa hàng kia. Dạ rồi, ok em luôn. Hôm nay thì anh em mình sẽ giới thiệu về Vario ha em. Dạ dạ. Hôm mấy clip trước thì có quay mấy cái dòng tay côn rồi, thì hôm nay em xin phép quay mấy dòng Vario cho mấy anh chị tham khảo thêm ha. Okay. Xe thì mới về đủ dòng đủ màu hết. Bây giờ mình sẽ đến với cái xe đầu tiên. Dạ, xe này là 150 này, xe trúng thưởng anh Khải, xe mới mà khách người ta dư dùng á, người ta chia lại cho em. Xe cam kết là mới 100% ha. Xe trúng thưởng là bởi bán giá cực kỳ ưu đãi luôn, là em bán 65 triệu. Vario 150 xe trúng thưởng, chưa lăn bánh nha anh chị. Dạ 65 triệu. Chiếc xe này nếu mà mua trả góp thì sao em? Mình mua trả góp thì mình trả khoảng 50% cho em là ok anh Khải. Rồi ok em. Dạ. Xe này đời mấy ha? 2021 anh, đời cuối không anh? Đời cuối. Dạ. 2021. 2021 xe trúng thưởng chưa lăn bánh. Xe chưa lăn bánh nha. Dạ. Rồi, vậy thì mình quay sơ thôi. Đó, màu trắng đỏ rất là đẹp các bạn. Dạ. Đổ đô luôn không? Rồi ok em. Dạ. Vậy thôi. Cái đến nữa là chiếc màu đen mờ. Màu đen mờ này là Vario 150 nha anh Khải. Ừ. Chạy lướt vài nghìn thôi. Bản okay. Này bản cao cấp á, màu đen mâm đồng. Gương còn đủ nè. 2021 luôn nha anh. 3.300 cây số các bạn. Rồi, ok em, giá. Dạ. Sao em? Chiếc này em đang bán với giá 52 triệu anh Khải. Nhiêu em? 52 triệu. 52 triệu, dạ. Trời mưa các bạn thông cảm nha. 52 triệu. Dạ. Trả góp thì cũng trả 50% là ok nha anh. Không vàng đồng luôn. Ok em, ship xe không em? Dạ, nhận ship xe toàn quốc, trả góp và ship xe toàn quốc. Anh chị có ưng thì cứ inbox cho em, số điện thoại em là 0916 606 607 và 0919 735 735. Rồi, thì em sẽ chụp em hình và báo giá chi tiết qua Zalo cho mấy anh chị tham khảo ha. Rồi, ok luôn. Dạ. Đây, chiếc màu đỏ. Chiếc màu đỏ này là Vario 125 nha anh Khải. Sản xuất okay. 2020. Xe 20. Thì siêu lướt anh, hình như có vài nghìn thôi anh Khải. Khải mấy chiếc bạn này, xem chiếc này hồi nãy em có nói đời không cả. Cái này 2021 anh Khải, 150 này 2021. À rồi rồi. Đời cuối luôn đó anh, em bán rồi. 52 triệu. Rồi. Còn 125 này là 2020. 6.700 ha. Dạ. 6.700. Chìa khóa nè. Ha. Đây, dưới nè. Xe này thì khá lắm anh. Mới tầm hơn 90%. Cửa hàng cam kết là bao ô đô chuẩn cho mấy anh chị ha. Anh chị về kiểm tra xe mà ô đô không chuẩn cứ gửi xe lại trả cửa hàng. Màu đỏ ha các bạn. Em lập lại cái giá lần nữa đi. Dạ, chiếc xe này em đang bán với giá là 41.500. Rồi, 41.500.000 nha. Dạ. Các bạn. Tiết kiệm gần 20 triệu á anh Khải, bây giờ xe nó lên gần 60 rồi. Đúng rồi. Chạy mới vài nghìn thôi. Còn Vario này. Rồi, kế bên là chiếc màu đen mờ. Chiếc màu đen mờ, chiếc này thì sản xuất 2019 nha anh Khải. 2019. Dạ, chiếc màu đen mờ sản xuất 2019. Nhưng mà chủ dùng cũng khá kỹ anh. Giá nó sao luôn em? Chiếc này em bán giá 40 triệu. 40 triệu, động cơ 125. Dạ, nhận ship xe toàn quốc cho anh chị luôn, chạy mới 7 nghìn thôi. Mình mua có bảo hành xe không em? Bảo hành xe 6 tháng nha anh, ắc quy bảo hành 3 tháng. Tất cả các gì liên quan tới xe mà do tự xe nó phát sinh em sẽ bảo hành hết. 7.100 ha. Chìa khóa nè. Rồi, ok em luôn.
Rồi ok. Vậy tiếp theo là cái chiếc màu vàng. Chiếc màu vàng này cực mới luôn anh ơi. Chiếc này chủ dùng quá kỹ. Chiếc này đời 2020. 2020. Dạ. Đây. Phía dưới còn rất là mới nè các bạn. Odo thì 8.600 nha. Đây. Màu này cực hot trên thị trường luôn nha anh chị. Chạy nó màu này là màu sơn hãng. Rồi, chiếc kế bên luôn nha. Màu đỏ nó nè. Chiếc này em xin báo giá luôn nha anh Khải. Em báo giá chiếc này là 42.500. À, 42.500. 42 năm chiếc này nãy em chưa báo giá. Dạ chưa báo giá. 42.500. Chiếc màu vàng chanh. Rất đẹp nha. Ở ngoài hình rất đẹp nha anh chị. Ở ngoài cái màu vàng nó tươi hơn trong màn hình các bạn. Nó hơi xanh xanh nhẹ ha. Rồi, 42.500.000 dạ. Màu đỏ. Màu đỏ này là 125 đời 2021 anh Khải. À. Cái này là khách đổ lên ha em. Dạ đúng rồi, người ta đổi cái bô ai trong nhìn cho đẹp á, nhưng mà em sẽ về zin nếu khách có yêu cầu miễn phí. Về zin miễn phí khi khách có yêu cầu. Không mà gắn về thấy đẹp chứ. Dạ. Trong suốt đó các bạn. Nhìn nó lạ. Đời 2021 anh. Giá luôn em. Dạ chiếc xe này em bán với giá là 43 triệu anh, đời 2021 đời cuối anh. Nè các bạn nhìn cổ bô nè ha. Đó. Nói chung còn là xe chạy lướt không à. Đây, Odo nè. Odo thì mới có 6.900 như 7.000 đi ha. 7.000 nha các bạn. Rồi. Em xin nhắc lại giá anh chị, chiếc này 2021 em bán với giá 43.500, còn cái chiếc màu đỏ phía trước đó 2020 em bán với giá 41.500. À, tức là chiếc phía trước này rẻ hơn ha em. Dạ, chiếc đó rẻ hơn 2 triệu tại nó đời thấp hơn tí anh, em bán rẻ hơn 2 triệu nhưng mà thật sự nói nếu anh chị không quan trọng đời thì anh chị vẫn mua nó như nhau anh chị ơi, nó chỉ khác cái năm sản xuất thôi. Chứ giờ máy móc hình thức máy xe thì nó như nhau thôi. Xe nào cũng lướt hết. Rồi, ok luôn. Có hai chiếc màu đỏ các bạn. Ha. Yeah. Rồi, chiếc này. Dạ, chiếc này là đời 2021 luôn anh Khải. Màu xanh lục bảo cực đẹp luôn. Phía sau thì hãng độ sơn 3D. 125 nhanh nhưng mà chủ người ta thích dán 150 nữa lên, nó dán 150 thôi, nhưng xe này là xe 125. Lên trên 150 luôn nha. Cái màu xanh ở ngoài nó hơi vàng nha các bạn, xanh lục bảo nha. Trong màn hình thì nó bị xanh cyan luôn rồi. Xe này giá sao em? Dạ xe này em bán 43 triệu 500 anh. Xe này còn mới lắm các bạn ha. Mới có 4.300. Chìa khóa nè. Chủ này biết xài xe lắm, lên màu đẹp. Lên thêm cây phụt cũng đẹp, nó phục zin. Nếu anh chị vẫn ưng phục zin thì em đổi phục zin miễn phí cho anh chị ha. Còn nếu muốn xài phục đồ chơi thì cứ gắn phục này nhìn chắc xe lắm. Thôi anh mua chứ anh không đổi phục đâu. Dạ. Phục này đẹp, phục đẹp, phục mới gắn ha. Mua sao đổi các bạn. Mua sao đổi phục zin. Phục này lên đẹp quá các bạn. Giá sao vậy em? Dạ chiếc này em bán với giá là 43.500 anh. 2021. Cái này là tem sơn nè các bạn. Dạ. Ha, tem sơn nha. Nó không cấn tay mình nha. Tem sơn mà không lỗi ha anh chị, em cực kỳ đẹp. Rồi, chiếc này. Dạ, chiếc Vario này cũng 125 luôn anh. Xe là đời sản xuất 2020. Em bán với giá là 42 triệu. Cửa hàng em là có nhận ship xe toàn quốc nha anh chị. Chị kết mẫu nào có thể inbox Zalo em 0916606607 và 0919735735. Thì em ship xe toàn quốc cho anh chị luôn. À, ngoài các dòng Vario qua thì còn khá nhiều dòng xe như Exciter, Winnis, Sachia, Sonet ha anh chị. Nhưng mà clip này thì em chỉ xin phép quay Vario cho anh chị thêm xem thôi. Tại vì những clip báo giá tổng hợp đó các bạn thì mình chỉ quay nhanh báo giá thôi. Còn mình sẽ có những clip chi tiết thế này để cho các bạn dễ theo dõi hơn. Hôm nay chúng ta sẽ có 2, 4, 6, 8 con nữa các bạn. Nhưng mà hôm nay mình làm như thôi ha. Có thời gian mình sẽ làm thêm những dòng khác như là AB rồi Sirius. Vừa rồi có một bạn đó tài yêu cầu mình làm clip về Winner. À Winner. Thì clip sau thì em sẽ làm về Winner cho mấy anh chị xe tham khảo ha. Oh. Winner hiện tại thì đang có khoảng 10 chiếc xe tại cửa hàng Winner W1 và Winner X, khoảng 10 xe tại cửa hàng. Thì clip sau em sẽ lên Winner cho mấy anh chị tham khảo. Rồi. Dạ.
Nếu vậy thì clip này mình sẽ dừng ở đây nha các bạn. Dạ dạ, em xin chào mấy anh chị ha. Rồi, xin chào tạm biệt các bạn nha. Hẹn gặp các bạn ở video sau nữa. À, xe 50 nữa các bạn. Xe 50. Rồi, xin chào các bạn nha.